lát 7 hình chữ nhật, hình vuông. Ok, rồi mình sẽ bắt đầu viết nhé. Trong yêu cầu chúng ta có hình chữ nhật là chiều dài và chiều rộng, tính chu vi và diện tích. Như vậy thì nếu như mà chúng ta viết đơn giản như thế đó thì chúng ta chỉ xây dựng cái lớp chữ nhật. Sau đó người ta nói là viết theo cái hướng là để kế thừa. Như vậy thì kế thừa là chúng ta kế thừa khi nào chúng ta viết cái lớp hình vuông chúng ta mới kế thừa. Còn đối với lại lớp hình chữ nhật thì chúng ta không có liên quan gì để kế thừa ở đây cả. Như vậy thì lớp hình chữ nhật chúng ta vẫn viết bình thường. Ví dụ như ở cái lát 7. Như vậy thì trong lát 7 này thầy sẽ viết một cái lát hình chữ nhật ở đây. Chữ nhật. Rồi trong chữ nhật này có gì? Có dài. Có rộng. Và mình sẽ khai báo một cái chu vi cũng là kiểu double. Như vậy chu vi sẽ được tính như thế nào? Bằng dài cộng rộng nhân 2. Đó là chúng ta có chu vi. Bây giờ diện tích. Diện tích thì chúng ta sẽ return chiều dài nhân nhân rộng. Rồi chỉ có vậy thôi, được chưa nào? Bây giờ cái mà chúng ta sử dụng tiếp để cần làm là chúng ta sẽ xuất cái hàm xuất. Thực ra các bạn muốn viết hàm xuất trong cái class cũng được, các bạn muốn viết hàm xuất ở bên ngoài cũng được. Rồi, nó có thêm một cái hàm này là hàm khởi tạo chữ nhật dài rộng. Như vậy mình viết thêm hàm khởi tạo vô đây. Lúc nãy thầy cho các bạn hàm khởi tạo là mình bằng cách là insert code. Bây giờ mình không insert code mà mình sẽ viết cái hàm khởi tạo ở đây luôn. Thử xem nó làm sao. Public chữ nhật. Mở ngoặc, đóng ngoặc. Đấy, như vậy là mình xong một cái hàm khởi tạo. Được chưa? Không nhất thiết là mình phải insert code. Đó, tùy các bạn có insert code cũng được, không insert code cũng được. Insert code constructor. Hàm khởi tạo lúc nãy mà mình đã làm không có đối số, bây giờ mình làm có đối số. Chữ nhật dài rộng. Rồi, tiếp tục. Như vậy, bây giờ đến cái hàm xuất nè. Một là mình làm cái dạng là toString. Hai là mình làm cái dạng xuất để cho nó đưa thông tin ra. Thì tùy mình, cái này là tùy mình. Đó, mình muốn điều khiển cái chương trình của mình sao thì mình làm như thế. Chứ không có ai bắt mình cả. Quan trọng là mình làm như thế thì tí nữa mình dùng như thế nào. Vậy thôi. Như vậy thầy sẽ làm theo cái dạng toString đi.
toString. Cái chữ toString này các bạn viết cho nó đúng theo là to nhỏ nha. Chữ s này các bạn viết hoa nha. Tại vì cái hàm bình thường nó có bất kỳ một cái lát nào nó cũng có cái toString là nó chuyển ra cái địa chỉ của lát. Cho nên là các bạn dùng cái toString đúng theo cái này để tí nữa mình gọi nó không có bị lấy cái hàm toString cũ. Return cái gì? Ví dụ như mình sẽ đưa ra cho người ta một cái thông báo là chiều dài. Đó, chiều dài mình sẽ cộng với this.dài. Sau đó mình cộng thêm xuyệt n. Chiều rộng cộng rộng cộng với chu vi cộng với this chấm chu vi. Chu vi của mình là phương thức nha, thì nó có mở ngoặc đóng ngoặc. Cộng diện tích. Và tương tự như vậy, diện tích của mình nó cũng là phương thức, cho nên phải chú ý là nó có mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi, như vậy là mình đã xong cái phần xuất thông tin cho một cái hình chữ nhật. Bây giờ mình sẽ làm cho cái hình vuông. Như vậy hình vuông thì nó khác cái hình chữ nhật ở chỗ là cái hàm khởi tạo của hình vuông nó không có cần dài, nó không có cần rộng, mà hình vuông nó chỉ có cạnh thôi. Đó, thì mình nêu một cái lát là hình vuông. Và cái lát hình vuông này mình sẽ extend cái hình chữ nhật của đây. Rồi, trong hình vuông này mình sẽ tạo một cái hàm khởi tạo là hình vuông mở ngoặc cạnh. Thì trong cái hàm này mình làm gì? Mình sẽ sử dụng lại cái hàm khởi tạo của cha nó là super. Chúng ta sẽ sử dụng cái hàm của cha nó super mở ngoặc. Super chiều dài, chiều rộng thì chúng ta đưa cạnh vô đây hết. Hai cái đều là cạnh, dài cũng đó, rộng là đó. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần khởi tạo cho hình vuông. Đấy, các bạn thấy là đối với lại bài lab 7 của mình, người ta yêu cầu. Được chưa? Rồi, cái hàm xuất tương tự như thế thôi. Xuất. Hàm hình vuông là hình chữ nhật truyền cạnh cho hai tham số dài rộng mình làm xong. Ghi đề phương thức xuất để xuất thông tin hình vuông. Ok. Hình vuông tại sao mình phải ghi đề mình xuất lại? Lý do là hình vuông có dài rộng không? Không. Cho nên chỗ hình vuông này mình sẽ làm lại cái hàm toString. toString. Và mình override cho nó. Hình vuông. Rồi, override. Và bây giờ mình sẽ làm cái gì cho cái thằng toString này? Mình sẽ làm lại giống như hình chữ nhật.
Nhưng mà mình bỏ đi dài rộng đi. Bỏ dài rộng. Vậy chỗ này mình không có dài nữa, mà mình sẽ là cạnh this chấm hình vuông. Bây giờ mình có khai báo thêm cái cạnh nữa không? Hình vuông không khai báo thêm cạnh luôn. Mình truyền trực tiếp. Vậy thì chỗ này cạnh là bằng dis chấm dài. Đủ rồi. Đấy, dài với rộng giống nhau. Bởi vì lúc nãy mà mình đưa vô đây cạnh nè. Cho nên là khi mà đã là hình vuông thì dài với rộng là đều giống nhau. Ok, chu vi diện tích. Rồi bây giờ mình thử ha. Mình thử. Mình sẽ khai báo một cái biến là chữ nhật bằng CN NC chữ nhật. Chu vi dài rộng ok. Rồi. Như vậy chữ nhật bằng new chữ nhật mở ngoặc, mình đưa dài là 4 rộng là 5 chấm phẩy chấm 0 chấm 0. Rồi mình đưa hình vuông, hình vuông bằng new hình vuông 6.0 chấm phẩy. Rồi bây giờ mình xuất thông tin ra. Nếu như lúc nãy chúng ta làm hàm xuất thì chúng ta gọi là CN chấm xuất. Còn chúng ta không làm hàm xuất mà chúng ta làm cái toString, thì bây giờ mình mượn cái này để mình xuất nó ra. Chữ nhật chấm toString. Đó, tùy theo cái cách mình viết mà mình sử dụng nhé. Ví dụ chỗ này là hình vuông chấm toString. Rồi. Hình chữ nhật thì có chiều dài là 4, rộng là 5. Cái đó là tùy mình nhập thôi. 5, 4 ngược lại cho nó dễ nghe. Rồi chu vi diện tích. Bây giờ hình vuông có cạnh là 6. 26, 12 x 2 là 24. 6, 6, 3, 6. Đó. Như vậy là chúng ta làm xong cái bài 1 của lớp 7 rồi. Được chưa nào? Đấy, tương tự như vậy các bạn thấy là với sinh viên, sinh viên Poly thì chúng ta cũng làm tương tự. Sinh viên Poly đó, rồi thêm ngành vô nữa. Như vậy các bạn có thể là làm thêm bài bài 2, bài 3. Như vậy tóm lại buổi hôm sau mình sẽ sửa bài 2, 3 cho các bạn, 2, 3, 4 tức là lớp 7 cho các bạn những cái phần đầu thôi. Còn nếu như mà buổi đấy mà các bạn không làm, chưa có ai làm gì hết thì coi như thầy khỏi sửa luôn. Thầy không sửa và mình qua cái bài assignment luôn. Được chưa? Cho nên là về nhà cố gắng làm trước đi, rồi lên đến buổi sau mình sẽ sửa bài. Rồi còn có ai hỏi gì thêm không?